Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh FBNC. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn đến một chủ đề, đó là nền kinh tế chia sẻ. Điển hình là mô hình của Uber, một ứng dụng di động trong phương tiện vận chuyển đã thu hút được nhiều sự quan tâm chú ý của cộng đồng trong thời gian vừa qua. Và hiện nay thì rất nhiều mô hình khởi nghiệp cũng đang tận dụng những thế mạnh của nền kinh tế chia sẻ để có góc nhìn đa chiều về chủ đề này. Vừa qua thì chúng tôi đã thực hiện một cuộc trao đổi với đại diện của Uber, Việtnhà.vn, một mô hình khởi nghiệp và ứng dụng nền kinh tế chia sẻ, và chuyên gia marketing là anh Nguyễn Đăng Duy Nhất để có góc nhìn đa chiều về chủ đề này. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vâng, rất cảm ơn các anh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu với tất cả mọi người, ngày hôm nay chúng ta có sự tham gia của anh Nguyễn Đăng Duy Nhất, CEO của công ty tư vấn chiến lược Tinh Hoa Toàn Cầu, thành viên ban chuyên gia chương trình thương hiệu quốc gia. Anh Lê Trọng Đức là trưởng ban cố vấn của tập đoàn FPT, giám đốc dự án Việtnhà.vn, và anh Đặng Việt Dũng, giám đốc điều hành của Uber Việt Nam. Rất cảm ơn các anh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thảo luận quanh cái chủ đề, đó là sharing economy, đó là tạm gọi là nền kinh tế chia sẻ. Và hiện nay thì đang trên thế giới cũng đang rất là nhiều mô hình nổi bật của nền kinh tế chia sẻ và đang gây những cái bước đột phá cho nhiều cái lĩnh vực kinh doanh. Và nổi bật hiện nay đó là Uber. Có thể nói sự xuất hiện của Uber trên, phải nói là toàn thế giới, gây một cái cơn sốt. Và tại Việt Nam thì Uber cũng đã thu hút được nhiều sự quan tâm trên các phương tiện truyền thông, và người tiêu dùng cũng đang được hưởng lợi, và đồng thời là cũng có những cái thông tin nhiều chiều xoay quanh cái sự xuất hiện của mô hình kinh doanh này. Thì nhân dịp có mặt ngày hôm nay, xin anh Dũng là giám đốc điều hành của Uber Việt Nam có thể chia sẻ về những cái cập nhật mới nhất liên quan đến cái hoạt động của Uber tại Việt Nam. Một cách đơn giản là hiện nay cái hoạt động của Uber tại Việt Nam hiện nay là như thế nào và người tiêu dùng có thể yên tâm chưa? Uber là một công ty công nghệ, nhưng cái trở ngại lớn nhất của chúng tôi trên toàn thế giới và ở Việt Nam cũng như vậy thôi, đó là chúng tôi bị gọi là công ty taxi. Thì thực ra Uber là một cái nền tảng công nghệ để kết nối thực ra cung và cầu một cách hợp lý nhất. Cái khó khăn lớn nhất của Uber khi mà về thị trường và đặc biệt Việt Nam đó là hiểu nhầm. Chúng tôi đã làm việc rất là tích cực với các bộ ban ngành, vì như chúng tôi nói là cái hiểu chính xác về mô hình này cũng rất là khó, vì nó quá mới, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu nó cũng rất là mới, mà có nghĩa là chưa có tiền lệ. Mà chưa có tiền lệ thì thực sự là để tìm hiểu cũng không đơn giản. Ở Việt Nam chúng tôi đã làm việc tích cực với cả Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị chủ quản của các cái chủ xe tham gia hệ thống Uber. Chúng tôi làm việc với Bộ Công Thương, chúng tôi làm việc với Bộ Tài chính về vấn đề thuế, chúng tôi làm việc với cả Bộ Thông tin Truyền thông về dữ liệu. Sau những rất là nhiều trao đổi thì chính phủ đã có cái nhìn rất là tích cực và đánh giá khách quan về mô hình hoạt động của Uber. Và gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã có cái chỉ thị, đã đồng ý với cả kết luận của Bộ Giao thông Vận tải là Uber là một là công ty công nghệ. Các chủ xe tham gia hệ thống Uber thì thuộc quản lý Bộ Giao thông Vận tải và cần tuân thủ đúng những cái quy định của pháp luật trong Nghị định 86 và Thông tư 63. Thì Uber, tất cả các nước trên thế giới thì Uber đều mong muốn là hợp tác với cả chính phủ địa phương để mang lại cái tốt nhất cho người tiêu dùng, phát triển kinh tế địa phương, đồng thời mọi cái trong khuôn khổ pháp luật thì đều được tuân theo. Chúng tôi đang tích cực làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công Thương về vấn đề hợp đồng điện tử. Đó là theo Nghị định 86 bây giờ thì chỉ có quy định là các cái xe tham gia hệ thống Uber thì phải có cái hợp đồng giấy. Cái hợp đồng giấy thì chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ thôi. Tuy nhiên là cũng như về trường hợp như chúng ta đặt vé máy bay chẳng hạn, trước đây chúng ta phải có vé giấy, đó là cái hợp đồng giữa người đi máy bay, hành khách và hàng hàng không. Tuy nhiên bây giờ chuyển sang vé điện tử hết rồi. Thì chúng tôi hy vọng trong ngành vận tải đường bộ chúng ta cũng sẽ chuyển sang đấy thôi. Cảm ơn anh Dũng đã chia sẻ những thông tin mới nhất về Uber, đặc biệt là những cái cuộc làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước. Thưa nhất, ở góc độ là một chuyên gia kinh doanh cũng như là về thương hiệu và marketing, thì anh nhận thấy thế nào về những cái cơ hội mà nền kinh tế chia sẻ, đặc biệt là với sự hỗ trợ của công nghệ như là Uber chẳng hạn, nó tác động và nó mang lại cái cơ hội cho cái nền kinh tế của Việt Nam? Thật ra thì cái nền kinh tế chia sẻ không phải là một cái khái niệm mới. Cái nền kinh tế chia sẻ hay là gọi là nền kinh tế hợp tác thì nó dựa trên về cái việc là chúng ta hợp tác và chia sẻ về người và nguồn lực. Và như vậy chúng ta sẽ tái phân phối được một số những cái nguồn lực mà được xem là chưa được sử dụng hoặc là có thể là lãng phí. Thì gần đây thì chúng ta thấy là truyền thông đề cập nhiều đến cái trường hợp của Uber, nhưng mà Uber thì chỉ là một trong các cái loại hình kinh doanh trong một cái nền kinh tế gọi là chia sẻ. Đối với một cái nước mà đang phát triển như Việt Nam thì cái nền kinh tế chia sẻ nó có cái lợi ích, đó là nó giúp chúng ta tiếp cận được với các cái nền kinh tế của thế giới một cách nhanh chóng hơn. Và với cái sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như là mạng Internet và các thiết bị di động thì nó làm cho chúng ta gắn kết và chia sẻ với nhau một cách dễ dàng hơn.
Ví dụ sau Uber thì chúng ta cũng thấy cái hình thức là chia sẻ về cái phòng nghỉ của Air Bed and Breakfast hay là Airbnb. Rồi chúng ta cũng thấy ở có cái hình thức là chia sẻ để mà kết nối giữa cái người đang muốn có cái nhu cầu giúp việc và những cái người có thể cung cấp các cái giải pháp để giúp việc ở trong các cái nhà gia đình như là TaskRabbit hoặc là gần đây đó là việcnha.vn của FPT. Thì tất nhiên là đối với cái nền kinh tế chia sẻ nó cũng có một cái tính hai mặt của nó. Về mặt tích cực là nó giúp cho chúng ta chia sẻ những cái tài nguyên, những cái nguồn lực mà không được sử dụng. Nhưng ở một mặt khác nó làm thay đổi cái bộ mặt của một số ngành. Đặc biệt như gần đây chúng ta thấy là nếu xét Uber là nằm trong cái ngành giao thông vận tải thì nó lại trở thành là một cái doanh nghiệp cạnh tranh với lại taxi. Nhưng nếu xét Uber chỉ là một công ty về công nghệ thì nó lại không cạnh tranh với lại là những cái hãng vận tải này mà nó lại cạnh tranh với những công ty công nghệ. Thế thì bây giờ nó vẫn có một cái sự tranh cãi giữa các cái pháp luật ở các cái quốc gia. Như vậy, giống như là anh Dũng vừa chia sẻ, thì nếu mà Thủ tướng đã quyết định là nó là một cái công ty về công nghệ, thì rõ ràng là chúng ta phải xem Uber như là một công ty công nghệ. Còn cái chuyện mà quản lý về mặt xe cộ, về mặt bằng lái, thì về mặt lái xe, thì tất cả những cái chuyện đó nó thuộc về cái trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải. Thì ở đây nó dẫn đến là các bộ phải ngồi lại với nhau để chúng ta có một cái cơ chế. Ví dụ như gần đây nhất thì San Francisco họ đã phải tạo ra một cái cơ chế thoáng để mà giúp cho cái doanh nghiệp như Airbnb có thể phát triển được. Bởi vì họ thấy rằng là cái này là cái nhu cầu của có cả ở phía người cung cấp dịch vụ và cái người sử dụng dịch vụ. Thì cái với sự phát triển của công nghệ thì nó giúp cho chúng ta tương tác với nhau nó dễ dàng hơn và có thể chia sẻ với nhau dễ dàng hơn thôi. Còn cái khái niệm kinh tế chia sẻ không phải là một khái niệm mới. Anh Nhất vừa mới đề cập tới Việcnha.vn thì ở đây chúng ta có phần tham gia của anh Đức là đang là giám đốc dự án Việcnha.vn, là một cái ứng dụng có thể nói là chia sẻ về coi như là giúp Việcnha. Thì xin được hỏi anh là đây là mô hình do các bạn người Việt Nam sáng lập nên. Thì trong cái thời gian đầu khi mà sáng lập ra một cái mô hình kinh doanh theo cái kiểu là mô hình kinh tế chia sẻ với sử dụng của công nghệ thì anh gặp phải những khó khăn gì? Tại sao lại gọi cái dự án Việcnha lại nằm trong cái category là nền kinh tế chia sẻ? Thì cũng xin chia sẻ với mọi người đó là khi mà giống như Uber đi chẳng hạn, một người đi xe một mình đúng không? Thì họ sẽ phải chịu tất cả chi phí xăng, chi phí bến bãi, chi phí toll gate, tất cả một mình người ta. Nhưng mà khi người ta đi cùng một người khác, cùng một cái xe thì cái chi phí được chia sẻ đi. Thì áp dụng đúng cái concept đấy vào cái lĩnh vực giúp việc nhà chẳng hạn, thì khi mà một gia đình đi có nhu cầu sử dụng người giúp việc, thì khi mà thông thường bây giờ họ sẽ sử dụng dịch vụ giúp việc full time. Nhưng mà khi mà dùng full time thì sẽ gặp rất là nhiều cái bất tiện, tức là chúng ta phải kiểm soát được người, tại vì chúng ta trực tiếp đào tạo người đấy, chúng ta tuyển dụng người đấy theo như cái hợp đồng. Và full time nhiều khi người ta không sử dụng hết năng suất hay công suất của người giúp việc đấy. Người giúp việc đấy thay vì là làm cho một gia đình thì có thể làm nhiều gia đình. Và cái khi mà làm cho nhiều gia đình, một người giúp việc chia sẻ ra nhiều gia đình thì chi phí từng gia đình phải trả sẽ giảm đi. Và người đấy, người ta làm cho nhiều gia đình thì cái tiền lương ta nhận được sẽ tăng lên. Thì hai concept đó nó cũng match với cả cái nền kinh tế chia sẻ và các cái lĩnh vực khác. Và nói về cái market size thì thật sự là đặc biệt ở Việt Nam nhu cầu mà người sử dụng người giúp việc rất là lớn. Và không chỉ dừng lại ở mỗi cái giúp việc nhà, FPT cũng đang đẩy mạnh nối kết các dịch vụ khác phục vụ trong nhà. Ví dụ như là có thể chúng tôi vừa gần nhất đây nhất là chúng tôi đã kết nối dịch vụ spa và chăm sóc mẹ bầu em bé sơ sinh tại nhà. Sắp đến thì chúng tôi cũng đang thử nghiệm dịch vụ bác sĩ tại nhà và lấy máu tại nhà. Tức là chúng tôi phát triển cái database khách hàng trước, sau đấy chúng ta sẽ add thêm các cái dịch vụ giá trị gia tăng để tăng cái nhu cầu, tăng cái value dành cho người sử dụng cũng như tăng value dành cho những người cung cấp dịch vụ. Đấy là cái concept tại sao Việcnha gia nhập cái thị trường kinh tế chia sẻ này. Xem ra với một cái nền tảng có sẵn thì khi đó cái nền kinh tế chia sẻ nó sẽ mở ra cơ hội để kết nối tất cả rất nhiều dịch vụ. Anh Nhất đánh giá như thế nào về cái mô hình Việcnha.vn? Thì xét về cái mặt nhu cầu ở tại Việt Nam đó, thì nếu mà chúng ta sử dụng các cái ứng dụng của Việcnha trên smartphone thì như anh vừa chia sẻ là chúng ta có 10 triệu người ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, và số lượng sử dụng smartphone ở Việt Nam đâu khoảng trên 30 triệu cái smartphone, thì cài một cái app thì nó sẽ rất là ok thôi. Cái vấn đề ở đây đó là để duy trì cái này chúng ta cần phải có một cái nguồn cung cấp về các cái người giúp Việcnha.
Và hiện tại ở Việtnhà.vn đang có ký kết hợp tác với một số các cái đơn vị doanh nghiệp và cung cấp các cái nhân công cho cái group giúp việc nhà. Tuy nhiên cái mô hình kinh tế chia sẻ thì nó sẽ dẫn đến một cái việc là chúng ta sẽ chia sẻ giữa những người tiêu dùng với nhau và giữa cá nhân với cá nhân. Thì cái lúc đấy thì cái cơ chế để mà đánh thuế nó sẽ như thế nào? Thì ở một số những quốc gia trên thế giới là người ta đã chuyển sang đánh thuế thu nhập cá nhân. Thì như vậy thì nó sẽ phát triển hơn nữa. Cái vấn đề thứ hai nữa là đối với cái dịch vụ của Uber, nó đã xây dựng được một cái thương hiệu nhất định ở tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Trong khi việc nhà của FPT thì hiện giờ vẫn là một cái sản phẩm mới được tung ra. Và cái vấn đề có được cái niềm tin từ cái chất lượng của dịch vụ, đấy là rất là quan trọng. Nên trong cái nền kinh tế chia sẻ khi vận dụng ở Việt Nam thì có một vài điểm tôi xin chia sẻ ở đây. Cái điểm thứ nhất đó là về cái mặt chất lượng của sản phẩm và dịch vụ. Cái điều này là cái điều rất quan trọng. Việt Nam chúng ta nói về cái ngành truyền thống, chúng ta mất rất nhiều khách hàng là bởi vì chúng ta không đồng nhất được về mặt chất lượng, về cả sản phẩm được dịch vụ. Với cái nền kinh tế chia sẻ này, chúng ta không có cái chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt thì ngay lập tức cái việc mà đánh giá trên mạng xã hội chúng ta sẽ thấp. Và cái nền kinh tế tri thức này nó không phụ thuộc vào đánh giá của một cái tổ chức nào, mà nó phụ thuộc vào cái đánh giá của những người tiêu dùng. Cái vấn đề thứ hai nữa là khi hợp tác với một số những cái đơn vị hoặc là một số cá nhân mà có sử dụng tài sản thì ở Việt Nam chúng ta sợ mất tài sản. Ví dụ như anh cho thuê cái xe, anh sợ mất cái xe, anh cho thuê cái phòng, anh sợ sẽ bị ảnh hưởng đến những cái hư hỏng ở trong cái phòng, hoặc có thể là mất cái apartment, vân vân, thì nó sẽ với việc người ta bảo vệ tài sản như thế nào. Nên tất cả những cái doanh nghiệp lớn mà đang tham gia vào share economy thì họ đang có một cái mức phí đó là $1,000,000, ngay cả Uber hay là Airbnb. Cái kế tiếp là ở các nước đang phát triển, mình không nói chỉ ở Việt Nam không, ở tất cả các cái nước mà đang phát triển nó sẽ xảy ra cái tình trạng là sẽ hối lộ, nó sẽ nhũng nhiễu và những cái hình thức lobby hay là, thì đấy là một trong những một số những cái điểm mà nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nền kinh tế chia sẻ, và ngay cả các cái bên tham gia cũng như nhà nước cũng phải lưu tâm đến cái vấn đề này. Vừa rồi là cuộc thảo luận giữa chuyên gia Nguyễn Đăng Duy Nhất và đại diện của hai mô hình kinh tế chia sẻ là Uber và Việtnhà.vn. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website fbnc.vn hoặc là facebook.com/đồng tiền thông minh. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại trong phần tiếp theo.